Hôm nay chúng ta giải đáp bộ đề số 2 của các bạn thi vị trí viên chức giáo dục tỉnh Bắc Giang với 3 khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thầy sẽ lần lượt giải đáp các câu hỏi theo vị trí thi của các em. Chúng ta có 21 câu đầu và chúng ta cùng giống nhau và 4 câu sau và chúng ta theo từng vị trí thi theo giới hạn của các bạn mầm non. Chúng ta có điều lệ của trường mầm non theo thông tư số 5/2020. Còn các bạn tiểu học cũng có điều lệ của trường tiểu học theo thông tư số 28/20. Các bạn trung học cơ sở và trung học thông thì chúng ta cùng một giới hạn là điều lệ của trường trung học theo thông tư số 2/20 các em nhé. Còn các văn bản chung của tất cả các khối đánh lại là luật viên chức 2010 sửa đổi 2019, luật giáo dục 2019, rồi nghị định 15/20 của chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức và nghị định 12/20 của chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Nhưng các em là viên chức thì phải chọn phần viên chức thôi. Thầy nhắc đi nhắc lại, ta nhớ khi thầy giải đáp xong bộ đề thì chúng ta sẽ có video lại trên lớp. Hôm nay chúng ta giải đáp bộ đề, còn từ buổi tối mai trở đi đến tận ngày thi là chúng ta có 2 bộ đề một buổi tối các em nhé. Thì đêm nay thầy sẽ tiếp tục up lên bộ đề số 3, số 4 cho các em. Bây giờ xin mời em vào lớp để chúng ta giải đáp bộ đề số 2. Câu hỏi số 1. Theo quy định 15/20 của chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức thì sau khi hoàn thành và chấm thi vòng 2 theo quy định tại điều 15 của nghị định này, khi nhắc định này chính là nghị định 12/20 của chính phủ đấy, thì chấm dứt 30 ngày làm việc hội đồng tuyển dụng cho thấy là phải báo cáo người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền viên chức công nhận kết quả tuyển dụng. Thì cái này cái mẹo, nếu các em nghe trong bài giảng từ khóa thì thầy cũng đã nhắc nhiều lần, khi mà chúng ta thấy liên quan đến nội dung về hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu thì chúng ta nhớ ở đây đáp án chính xác đó là phương án A là 5 ngày phần báo cáo các em nhé. Các em nhớ là chọn cho thầy là phương án A. Ta đi tiếp với câu hỏi số 2. Theo nghị định 15/20 của chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức thì trong hạn 30 ngày kể ngày quyết định công nhận kết quả tuyển dụng. Đây thầy nhắc lại về cái từ báo cáo người đứng đầu, thì các em nhớ cho thầy đây là 5 ngày nhé. Tiếp theo hỏi xa đấy, liên quan đến thời gian, ở về thời gian về có quyết định công nhận hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, đây là cái từ khóa đúng không, và người thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển, tuyển đã đăng ký, thì đáp án liên quan đến cái từ khóa mà các em cũng đã thấy rồi đúng không ạ. Thì với phương án này các em chọn cho thầy là 10 ngày gắn từ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử rồi gửi thông báo công nhận kết quả, thì các em nhớ chọn cho thầy phương án chính xác là phương án B các em nhé. Thì chúng ta thấy là chọn cho thầy là phương án chính xác là B. Câu hỏi số 2, theo nghị định 15/20 chính phủ chậm nhất là 30 ngày cái ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng người đứng đầu có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký đúng không? Và đơn vị lập để biết sử dụng viên chức để biết thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức. Thì chúng ta thấy với câu này các em cần lựa chọn liên quan đến cái thời gian mà liên quan hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng này mà chúng ta thấy ra quyết định tuyển dụng. Thì chúng ta thấy ở đây đáp án cho thầy ở đây là phương án B, 15 ngày các em nhé. Các em nhớ thầy câu hỏi số 3, các em cho thầy phương án là B. Ta đi vào câu hỏi số 4. Theo nghị định 15/20 của chính phủ trong hạn bao nhiêu ngày cái ngày nhận được quyết định tuyển dụng người được tuyển dụng viên chức phải đến, ta nhớ phải đến đơn vị sự nghiệp công lập đây đúng không, để ký hợp đồng làm việc là ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc là được cơ quan đơn vị thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn. Thì với hỏi số 4 này chúng ta nhớ mà từ mà liên quan đến ký hợp đồng làm việc này đúng không ạ, rồi nhận việc này chúng ta nhớ đáp án đây là 30 ngày các em nhé. Giống như là chúng ta liên quan đến cái thời 30 ngày đấy gắn với thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển đấy, thì chúng ta gắn đưa vào như vậy để thấy rất là rõ. Liên quan cái 15 ngày này thì chúng ta gắn liên quan đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng cùng với cái từ khóa mà chúng ta thấy là tổ chức thi có thể vòng 1, vòng 2 đấy, chúng ta gắn với 15 ngày đúng không ạ. Thì chúng ta nhớ cái từ khóa cái mẹo như vậy nhá, thì chúng ta sẽ làm rất là dễ các em nhá. Rồi đấy là nội dung trong câu hỏi về thời hạn gắn với nghị định 1/2020 của chính phủ về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Ta đi tiếp với câu hỏi số 5. Theo nghị định 1/2020 chính phủ để quy định về liên quan xử lý với cán bộ công chức viên chức, chúng ta viên chức học phần viên chức thôi, liên quan thời hiệu thời hạn xử lý kỷ luật đối với chức được quy định như nào, thì chúng ta thấy ở đây đáp án mà chúng ta nội dung mà chúng ta cần đáp án đó là phương án B gắn ta thời hiệu thời hạn là gắn với điều 53, như vậy ta loại điều 52, 54, 55 đi các em nhá. Chúng ta chọn thấy là phương án là
phương án B. Phương án này chúng ta thấy là quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức theo luật mới, chúng ta thấy rồi là một liên quan đến là không quá thời gian là liên quan 120 ngày đấy, trường hợp phức tạp thì chúng ta thấy là 150 ngày đấy, chúng ta thấy liên quan đến thời gian rất là rõ đến thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Chúng ta thấy gắn đang cần nhớ mẹo đây, gắn ở điều quy định đâu thì ta nhớ điều 53 các nhá, câu 5 thì chúng ta chọn là thầy phương án chính xác là phương án B thì chúng ta dễ dàng chúng ta tìm để trả lời gắn với nội dung trong quy định của về thời hiệu thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, đúng không ạ? Và chúng ta nắm được những nội dung ta thấy sẽ nhắc lại là liên quan đến cái thường liên quan thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, chúng ta thấy là quyết định xử lý luật không quá 120 ngày, trường hợp phức tạp không quá 150 ngày. Chúng ta nhớ được các cái trường hợp mà không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đấy, chưa xem xét kỷ luật hay là thời gian điều tra truy tố xét xử, thời gian mà liên quan khiếu nại khởi kiện em nhá. Và chúng ta nhớ về thời hiệu nữa thì chúng ta nhớ được các trường hợp mà không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật đấy, chúng ta thấy liên quan đến nội dung về liên quan đến những hành vi mà xâm phạm đến an ninh quốc gia này, liên quan đến sử dụng văn bằng chứng chỉ giả này, đúng không? Thấy những hành vi đó thì chúng ta thấy là không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật với cán bộ công chức viên chức. Thì cần nhắc về cái thời hiệu thời hạn cần nhớ ở đây, chúng ta cần nhớ về thời gian thời hiệu ở đây là cứ nhớ là điều 53 câu 5 em chọn thành là B. Ta đi tiếp với câu hỏi số 6 theo điều 112 theo nghị định 112/2020 của chính phủ, đâu là trường hợp mà áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với viên chức quản lý? Thì chúng ta thấy là với viên chức cách chức thì chỉ dành cho viên chức quản lý, chúng ta nhớ về hình thức kỷ luật của chúng ta có với chia ra với viên chức quả không giữ chức vụ quản lý thì có hình thức là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Thế còn viên chức quản lý chúng ta có bốn hình thức, đó là gì? Là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Thì như vậy ta thấy là cách chức chỉ dành cho viên chức quản lý thôi, đúng không ạ? Thì cụ thể như công thức mà chúng ta nhớ với từ khiển trách thì thầy nói là với các từ vi phạm, không biết là các em còn nhớ không, đúng không? Liên quan đến hình thức áp dụng với hình thức kỷ luật đối với viên chức với có trường hợp 9 trường hợp mà khiển trách, ta nhớ thần thánh là chúng ta thấy 6 từ vi phạm, một từ không tuân thủ, một từ lợi dụng, một từ không chấp hành đấy, đúng không? Thì thấy từ vi phạm là từ là gắn với khiển trách rồi, thì như vậy như A và B này là chúng ta loại rồi, từ vi phạm đúng không là nó gắn khiển trách không phải là cách chức. Vậy tiếp là liên quan nữa là với điều chỉnh phương án C và D thôi, đúng không? Thì chúng ta xem là cái C này là sử dụng giấy tờ không hợp pháp để bổ nhiệm chức vụ, đúng không? Bổ nhiệm là gắn cách chức rồi, là có chức rồi, đúng không? Đấy, thì chắc chắn là phải là C. Còn thầy sẽ phân tích tại sao không phải là D được. Thì chúng ta thấy cái D là sử dụng bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả này, không hợp pháp để tuyển dụng cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì cái này nó phải buộc thôi việc cơ. Đấy, còn gắn với cách chức là từ gắn từ bổ nhiệm chức vụ là gắn với cách chức của viên chức quản lý rồi. Thì câu 6 em phải chọn thầy là phương án C là lý do như vậy, các em nhé. Ta đi tiếp với câu hỏi số 7. Theo điều 112 của luật giáo dục 2019, chúng ta thấy với chủ thể có thẩm quyền nào quy định về điều kiện, nhớ từ quy định đúng không ạ? Điều kiện thành lập thủ tục cho phép hoạt động, đình chỉ giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Thì chúng ta thấy từ khóa mà các em cũng đã học rất là nhiều lần trong cái bài giảng từ khóa mà thầy đã dạy cho các em trong luật giáo dục 2019 thì chúng ta thấy mà phương án mà các em cần lựa chọn để có một phương án đáp án chính xác ở đây, đúng không ạ? Thì các em phải nhớ ở câu hỏi này đáp án chính xác là phương án C là chính phủ chính là cơ quan chúng ta thấy là quy định về điều kiện. Đấy, ta thấy trong luật viên chức thì thấy những quy định cụ thể thì thấy là đáp án tới 95% chúng ta thấy là chọn là chúng ta thấy là đáp án là chính phủ rồi. Còn trong luật giáo dục ta thấy quy định về điều kiện thủ tục thành lập, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gắn cái quy định điều kiện thủ tục là gắn với chính phủ các em nhá. Thì đấy cái mẹo như vậy ta nhớ nó dễ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Trong điều 112 đó quy định rất là chi tiết liên quan điều kiện thành lập với tổ chức giải thể các tổ chức kiểm định này. Thì chúng ta cần nhớ ở đây là có bốn nội dung trong quy định về tổ chức kiểm định liên quan đến việc kiểm định về các hoạt động về giáo dục, đúng không ạ? Và của chính phủ thì cơ quan quy định về điều kiện thủ tục. Thế còn nếu mà liên quan nữa một câu hỏi mà chúng ta thấy nên thẩm quyền của bộ trưởng bộ đào tạo thì liên quan quyết định thành lập, quyết định hoặc là đúng không thì là gắn với bộ trưởng, thế còn quy định thì chúng ta nhớ là chính phủ. Chúng ta nhớ cái mẹo như vậy em nhá. Thì đoàn số 7 chọn thầy là C. Ta đi tiếp một câu hỏi số 8. Theo điều 112 của luật giáo dục 2019, chủ thể thẩm quyền nào quyết định này, thầy nói là vừa nhắc xong đúng không, quyết định thành lập hoặc là cho phép thành lập, đúng không? Hoạt động đình chỉ tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Đó thì chúng ta thấy như thầy vừa nhắc rồi đúng không ạ, đáp án chắc chắn là phải là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo, đúng không ạ? Thì câu hỏi
số 8 các em lựa chọn thầy. Phương án chính xác đúng không ạ? Đó là phương án D các em nhé. Thì câu hỏi số 8 là D, là lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 9 theo điều 106 của luật giáo dục 19. Ở mức nội dung nhà nước mở rộng phát triển hợp tác về giáo dục theo nguyên tắc nào? Thì thấy là nhà nước ta thì luôn mở rộng hợp tác với tất cả các đối tượng, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động về giáo dục, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ nguyên tắc đặt ra, đó là nguyên tắc về tôn trọng độc lập, đúng không ạ? Rồi chủ quyền quốc gia, bình đẳng các bên cùng có lợi. Thì chúng ta thấy tìm những cái từ khóa như vậy thì phương án mà các em cần lựa chọn trong câu hỏi này chắc chắn là phải là phương án C, đúng không ạ? Là tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cùng có lợi. Thì câu hỏi số 9 các em phải chọn là C em nhá. Và liên quan về cái hoạt động về liên quan cái hoạt động về hợp tác quốc tế này thì chúng ta cần lưu ý thêm liên quan đến các cái chủ thể, là ta thấy từ khóa là khuyến khích tạo điều kiện, đúng không? Chủ thể là khuyến khích tạo điều kiện cơ sở giáo dục hợp tác quốc tế đấy, thì chúng ta nhớ là nhà nước, đúng không? Khuyến khích tạo điều kiện, đúng không? Và ngân sách nhà nước thì dùng để cử ai, đối tượng nào để đi học, đúng không? Ở nước ngoài đấy, chúng ta nhớ những người đủ tiêu chuẩn đạo đức và trình độ, đúng không? Thì nhớ nước ngoài. Và những ngành nghề nào thì chúng ta nhớ ngành nghề là then chốt để phục cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, đúng không? Thấy rất rõ. Và chủ thể là quy định công dân ra nước ngoài giảng dạy học tập nghiên cứu đấy, thì quy định, đúng không ạ? Thì thấy thì gắn với chính phủ. Thì qua nội dung về hợp tác quốc tế thì nhắc thêm các nhân trên cơ sở nguyên tắc về mở rộng hợp tác, về nguyên tắc về giáo dục đấy, hợp tác quốc tế giáo dục thì những nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cũng lợi, thì chúng ta chọn phương án C và nhắc thêm các em nội dung em nhá. Ta đi tiếp hỏi số 10 theo điều 101 của luật giáo dục 19, cơ sở nào hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, đúng không ạ? Rồi định giá tài sản công khai tài chính theo quy định luật. Nếu các em để ý thì cái này chắc là cũng rất là dễ thôi, chắc chắn với là cơ sở công lập thì chắc chắn là không có liên quan về nguyên tắc tự chủ, liên quan về tự chủ tài chính, chế độ kiểm toán thuế được ở đây. Mà chúng ta thấy cái phương án mà chúng ta cần lựa chọn chính xác ở trong câu hỏi này, chúng ta thấy với các cơ sở giáo dục mà cho thấy để thực hiện điều này để đạt được thấy quy định đó phải là các cơ sở về dân lập, đúng không? Rồi các cơ sở tư thục thì mới thực hiện liên quan nguyên tắc tự chủ về tài chính, hiện chế độ là những em nhé. Chúng ta căn cứ ở đây, em nhớ cho phải phương án chính xác trong câu này là phương án A. Đấy, cái chủ thể đó đúng không? Thì được tạo điều kiện rất là nhiều. Thế còn với các cơ sở giáo dục công lập ấy, thì họ thực hiện quản lý khoản thu tài chính, tài sản theo quy định của luật ngân sách nhà nước, gắn với luật ngân sách nhà nước ấy. Từ khóa ngân sách nhà nước, trong giả sử câu hỏi là cơ sở dùng nào mà thực hiện quản lý thu chi tài chính theo luật quản lý ngân sách nhà nước thì đấy là gắn với các cơ sở công lập. Thế còn liên quan cơ sở mà tự chủ về tài chính thì gắn với cơ sở dân lập mà tư thục, đấy cái mẹo để ta nhớ. Và chúng ta thấy là với các cơ sở công lập chung thì đều phải công bố các công khai chi phí các dịch vụ giáo dục đó, thì chúng ta nhớ về phần nội dung về chế độ tài chính của giáo dục thì ở điều 101 thì thầy nhắc qua khoản này như vậy với các em. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi một điều theo điều 102 của giáo dục câu hỏi 11 đấy, theo điều 102 của luật giáo dục 9, tài sản của trường dân lập thì thuộc sở hữu của chủ thể nào? Thì chúng ta thấy rồi, với các cái tài sản mà dân lập chúng ta tách ra ở đây, ta thấy như là nhà nước thì liệu có đúng không ở phương án A? Chúng ta thấy rõ rất rõ ở đây, chắc chắn là khó đúng không? Chúng ta thấy là nhà nước thì gắn với chủ thể nào rồi đúng không? Với các cơ sở công lập đấy, còn dân lập thì chắc chắn là mà các em cần lựa chọn đó là pháp nhân nhà trường, đúng không ạ? Chứ không phải là tổ chức cá nhân, đúng không ạ? Còn nhà đầu tư thì chúng ta thấy là gắn với tư thục, đúng không? Đấy, chúng ta thấy rất rõ. Còn nhà nước phải công lập, đúng không? Nên là dân lập thì là gắn với pháp nhân nhà trường. Thì nội dung này cũng đã được quy định rất rõ trong điều 102 và các em cần nhớ thêm là chúng ta nhớ với tài sản, đúng không ạ? Của trường dân lập thì thuộc sở hữu pháp nhân nhà trường, các phương án xe hồi 1 là như thế này, đúng không ạ? Thế còn với tài sản của trường dân lập cũng vậy, thì được sẽ được nhà nước bảo hộ, gắn từ bảo hộ của chủ thể nào chúng ta nhớ gắn với nhà nước, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy với trường với tài sản trường tư thục thì thấy rồi, nếu hỏi về câu hỏi tương tự là liên quan đến tài sản của trường tư thục, đúng không, thì ta thấy là nó phải liên quan đến thuộc sở hữu nhà đầu tư đấy, tư thục là đầu tư em nhé. Đấy, ta nhớ qua đây thầy nhắc như vậy để các em hiểu. Quay lại câu hỏi 1, tài sản trường dân lập phải thuộc sở hữu của pháp nhân nhà trường em nhé. Ta đi tiếp với câu hỏi số 12 theo điều 102 luật giáo dục 19, tài sản trường dân lập được chủ thể có thẩm quyền nào bảo hộ? Đấy, thầy nhắn cái từ nhắc bảo hộ, các em nếu vừa nghe qua đấy đều liên quan với nhau cả, đúng không? Họ theo quy định của pháp luật thì bảo hộ rồi, từ khuyến khích tạo điều kiện ưu tiên ưu đãi có chính sách, đúng không? Bảo hộ thì chắc chắn là chúng ta phải chọn nhà nước ở câu hỏi 12 em nhé.
thì câu hỏi 12 căn chọn này là B. Chúng ta đi tiếp với câu hỏi số 13 theo điều 102, câu hỏi số 19 tài sản của trường tư thục. Đấy, tư thục thầy nhắc đầu, tư thục là tìm từ đầu tư, nhà đầu tư đúng không? Ta thấy công lập là nhà nước rồi đúng không? Pháp nhân nhà trường ta vừa làm câu trên là gắn với dân lập rồi, phần tư thục thì gắn nhà đầu tư thì chúng ta thấy rõ ràng rất dễ đúng không ạ? Câu 13 các thầy là D em nhé. Đấy là cách thức, cách làm, cách nhớ, cách học, cách, nếu em biết cái mẹo thì nó rất là nhanh, nó rất là dễ dàng em nhé. Thì câu hỏi số 14 em chọn cho thầy phương án chính xác, à câu 13 em chọn thầy phương án là phương án D, là lý do như vậy. Ta đi tiếp với câu hỏi tiếp theo, với câu 14 ta quay lại với luật viên chức 2010 và sửa 2019. Nghĩa vụ sau đây là nghĩa vụ chung của viên chức. Thì gắn với nghĩa vụ chung chức thì chúng ta phải nhớ cho thầy ở đây và cái công thức thần thánh như thầy đã dạy các em, nếu mà cho em học từ khóa liên quan nghĩa vụ chung viên chức ở điều 16 đấy, mới năm nghĩa vụ chung đấy đúng không? Là thầy nhớ là 3C cộng BT đúng không? C thứ nhất là gì? Chấp hành đường lối chủ trương. C thứ hai có nếp sống lành mạnh. C thứ ba là gì? Có ý thức tổ chức kỷ luật. Phần B chính là bảo vệ như là nước, và T chính là tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Thì như vậy thì chúng ta nhớ cái nội dung như thầy nói, thì như vậy chúng ta thấy là cái T này không đúng rồi. T của chúng ta là có T là tu dưỡng đúng không? B phở không nằm trong công thức của chúng ta, K là không phải. Như vậy chỉ là B bảo vệ nước đấy đúng không? 3C cộng BT thì cái B anh bắt đi rồi đúng không? Đấy em thấy rất là vi diệu luôn, nó ra loại ra rất là rõ ở đây đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Thế còn liên quan nếu mà những cái A này ta nhìn đấy, nó gắn dân chủ này đúng không? Được giao đơn vị quản lý phụ trách, quản lý phụ trách là gắn với viên chức quản lý cơ đúng không? Ở điều 18 mới đúng không? Thì mới là đúng đúng không? Thì với công thức mà 2C cộng 2T cộng X cơ. Đấy là cái A. Thế còn cái C là thì ta thấy vô hợp tốt với đồng nghiệp, ở đây là nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp thì 17. Không anh dịch cửa quyền thì cũng vậy, gắn với cái nội dung của nghĩa vụ thứ 5 khi vùng dân đúng không? Đấy, không anh dịch cửa quyền thì cũng điều 17 về nghĩa vụ trong hoạt động nghề nghiệp. Ta hỏi nghĩa vụ chung thì ta nhớ công thức cho thầy là gì? 3C cộng BT, và đây chính là cái B đấy, bảo vệ nhà nước em nhá. 14 em chọn thầy là B là lý do như vậy. Ta đi tiếp ở câu hỏi số 15 theo luật viên chức 10, quy định về việc ký hợp đồng vụ việc với các cơ quan tổ chức đơn vị khác không. Ta thấy rồi, quy định đây quy định chúng ta nắm rất là rõ với quy định về việc ký hợp đồng vụ việc với các cơ quan, thì ra nằm trong cái nội dung trong cái phần quy định với quyền của viên chức. Ta thấy rất là rõ liên quan đến quyền chức hoạt động ngoài thời gian ấy, chúng ta thấy là hoạt động nghề nghiệp của viên chức mà được quy định tại điều 14. Thì chúng ta thấy ở câu hỏi này chúng ta thấy là liên quan đến nội dung đúng không ạ, là người ta đưa ra các cái phương án hàng loạt ký hợp đồng. Ta thấy là điều 14 nó không có nói gì đến từ 12 tháng đến 60 tháng rồi B này đúng không, từ 12 đến 26 đến ký hợp đồng làm việc viên chức thì đúng hơn, nên họ bảo là không, là không đúng rồi. Thì ở đây chính xác ở đây phương án là gì? Được ký hợp đồng vụ việc đúng không ạ, cơ quan đơn vị khác mà không cấm nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng sự đồng ý ban đầu. Đấy, điều kiện là ra khi được ký hợp đồng vụ việc với các cơ quan khác là nhớ là những cái việc mà không cấm, từ không cấm này. Đấy, rồi có thể hoàn thành nhiệm vụ giao. Đấy, thứ ba thì đồng ý đầu, thì phương án chính xác là khoảng 15 là chúng ta phải chọn cho thầy phương án D các em nhá, là như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 16 theo luật viên chức 10 quy định nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Thì chúng ta thấy là trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta cũng đã được học rất là kỹ trong luật viên chức 2010. Chúng ta thấy về hoạt động nghề nghiệp của viên chức đã được quy định chi tiết đúng không? Chúng ta thấy trong về các nguyên tắc ấy, ta thấy trong điều 5 mà thầy đã dạy rất là kỹ đúng không, về nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp với 4 nguyên tắc ấy, với công thức là gì, liên quan đến 3T cộng 1C đấy đúng không. T thứ nhất là tuân thủ pháp luật, T thứ hai là tận tụy phục vụ dân, T thứ ba là thủ quy trình, và C chính là chịu thanh tra kiểm tra. Thì như vậy thì chúng ta thấy là đáp án mà chúng ta lựa chọn trong câu hỏi nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy là 3T đúng không, cộng 1C thì như vậy cái T chúng ta chỉ có tuân thủ pháp luật và hoặc là thực hiện bình đẳng giới thôi, mà chúng ta thấy không có từ thực hiện bình đẳng giới đây đúng không, như vậy ta chọn là C. Thế còn cái hai cái B này chúng ta loại rồi, vì chúng ta là ba nguyên tắc trong hoạt động ngành viên chức là bốn nguyên tắc là 3T cộng 1C mà đúng không, thì A B là D, chữ B là loại rồi. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm C và D. Chúng ta thấy T của chúng ta có T là T, nhất là T tuân thủ luật, T thứ hai tuân thủ dân, T thứ ba thì tuân thủ quy trình đúng không, còn C chỉ thanh tra kiểm tra. Thì như vậy là phương án C rồi. Còn thực hiện bằng giới bản chất là cái phương án A, B và D này là nguyên tắc quản lý viên chức đúng không? Ở điều 6 với công thức là 2B cộng VT đấy. B thứ nhất bảo đảm quyền chủ động này, B thứ hai bảo đảm trách nhiệm của đảng này, B chính là việc tuyển dụng quản lý viên chức thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn kinh doanh, và T đây chính là thực hiện bằng giới em nhé. Thì đây là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ phải chọn là C, cái 16 là C, lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi 17.
Theo luật viên chức sửa đổi 2019, chúng ta đã thay thế cụm từ mà chúng ta thấy đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở trường giáo dưỡng bằng cụm từ đạt tại điểm B khoản 2 điều 2. Thì chúng ta thấy là đây là một cái điểm mà họ đã sửa đổi, nó phù hợp hơn với thực tế hiện nay trong quản lý. Và thì chúng ta thấy là đã đưa ra mà chúng ta từ thay thế nhá. Thì chúng ta thấy là đưa vào từ phương án là đưa vào thay thế cho từ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng các em nhá. Thì chúng ta đã thay thế cho cụm từ này bằng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, nó đầy đủ hơn tất cả các em nhá. Đây cơ sở chữa bệnh đúng không ạ? Cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng thì chúng ta thấy là liên quan đến phần giáo dục này họ thêm chữ bắt buộc này, trường giáo dưỡng thì đưa vào trường giáo dưỡng, còn đưa cơ sở chữa bệnh thì thêm bỏ đây phần về cái phần họ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từ bắt buộc là cái mới, nếu nhớ cái mẹo cái mới là mới là cái từ bắt buộc là cái mẹo như vậy. Thì câu hỏi 17 cái chọn thầy là D. Câu hỏi 18 theo luật viên chức sửa đổi 2019 chúng ta thay thế cụm từ phân loại đánh giá bằng cụm từ nào ở điểm A khoảng 1 điều 29. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta đã thay cái cụm từ này bằng cái từ mà chúng ta thấy xuyên suốt, đó là từ xếp loại chất lượng, mà chúng ta có hẳn một nghị định là nghị định số 90/20 của Chính phủ quy định về xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức ấy. Chúng ta thấy từ phân loại đánh giá đấy, đồng chí là từ phân loại thì sẽ chuyển thành từ xếp loại chất lượng, mà chúng ta có các loại xếp loại chất lượng mới đánh giá với viên chức ấy, đúng không? Đó là gì? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, chúng ta nhớ cho thầy có bốn loại xếp loại chất lượng, đúng không? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, xuất sắc này, tốt này, hoàn thành và không hoàn thành. Đấy, ngắn gọn là như thế. Qua đây ta nhớ luôn thì câu 18 kèm chọn thầy phương án là phương án D nhá. Thay từ mà phải nhắc lại cho em liên quan bốn loại chất lượng ấy, có mấy loại như là bốn đấy, đúng không? Là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Quay lại câu 18 là các em phải chọn được thầy và chính xác là phần D các em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Tiếp theo thì ta đi với nội dung ở câu hỏi số 19. Đây là gắn với nội dung quy định về liên quan thời hạn lương kéo dài. Đấy nằm trong phần nội dung quy định ta thấy rất là rõ gắn với kỷ luật đối với viên chức ấy, mà chúng ta thấy gắn phần quy định khác là điều 56 đấy. Thì chúng ta thấy với mà khi viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương kéo dài sẽ là bao nhiêu, cái này vẫn là gắn nội dung của luật viên chức 2010. Cái điều 56 đã được sửa đổi cả trong luật viên chức sửa đổi 2019, nhưng cái phần khoản 1 điều 56 thì nó vẫn là của 2010. Thì gắn ta từ khiển trách mà ta nhớ từ khóa này thời hạn nâng lương kéo dài đúng không, kéo bị kéo dài thì gắn hình thức khiển trách đúng không. Thì chúng ta nhớ ở đây sẽ lương dài đây sẽ là 3 tháng các nhá. Chúng ta chọn là thầy phương án là D đó, thì chúng ta chọn là D. Đấy, cái mẹo đúng không? Sẽ tịnh tiến lên đấy. Chúng ta thấy với khiển trách hạn lương kéo dài sẽ là 3 tháng là chọn D. Tiếp theo câu hỏi thầy được gắn để chúng ta nhớ để học với cảnh cáo này, hạn lương kéo dài thì ta thấy gấp đôi lên của cái cảnh cáo ở vốn khiển trách lên thôi. Thì rõ ràng phương án mà các em cần lựa chọn đó là phương án A là 6 tháng đúng không? Với ông khiển trách này, khiển trách hạn lương kéo dài là 3 đúng không? Thì với ông cảnh cáo này sẽ là gì? Là 6. Đấy, tịnh tiến lên các em nhá. Đấy cái học. Tiếp theo với câu hỏi 21 theo luật viên chức 10 thì trường hợp viên chức bị cách chức, nhớ là đây bị cách chức đúng không, tình tiến với kiểm sách thì là 3 rồi đúng không, cảnh cáo thì là 6, còn thế còn cách chức thì sao, hạn lương lương kéo dài đúng không thì là bao nhiêu đúng không, thì ta tình tiến lên thôi đúng không, thì làm xem 12 đúng không. Đấy cho nhớ cái mẹo hạn lương kéo dài của hình thức kiểm sách là 3 tháng, hạn lương kéo dài của hình thức cảnh cáo là 6 tháng, thế còn với hạn lương kéo dài của hình thức cách chức sẽ là 12 tháng. Đấy ta nhớ cái mẹo thì các em thấy nó rất là vi diệu đúng không ạ. Đấy là cái phần các cái phần khoản chung cho các bạn thi vị trí giáo viên mầm non tiểu học và cơ sở trung học thông, ra đều có văn bản của luật viên chức 2010, luật 2019, luật giáo dục 2019, rồi nghị định 12/20 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức, và nghị định 15/20 Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý đối với viên chức các em nhé. Và từ câu 22 trở đi thì chúng ta sẽ làm riêng từng khối. Bây giờ ta thì sẽ chữa với các bạn mầm non trước, rồi sau đó ta đến lần lượt với các bạn tiểu học, rồi đến các bạn trung học cơ sở. Thì bây giờ các bạn tiểu học và cơ sở chúng ta đối soát lại 21 câu đầu, chúng ta xem bao nhiêu kết quả đạt bao nhiêu, đúng không? Báo lại cho thầy nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ chữa cho các bạn thi vị trí giáo viên mầm non gắn với điều lệ em nhá của trường mầm non ban hành theo thông tư số 52. Thì chúng ta thấy là những câu hỏi rất là chi tiết để chúng ta cùng làm với nhau. Chúng ta với câu hỏi số 22 gắn với bạn mầm non, thì nhắc lại với bạn mầm non thì đưa ra ở đây là theo thông tư số 52/20 của bộ, đây là bộ của bộ giáo dục ban hành
về điều lệ của trường mầm non thì đâu không phải là nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường tư thục. Đấy, thì ta nhớ trường tư thục. Thì để trước khi trả lời cho rất là nhanh thôi, người ta hiểu để ta làm được các câu hỏi khác, thì các em cần nhớ liên quan đến các nội dung về các nhiệm vụ quyền hạn của trường tư thục. Thì rất là quan trọng nhớ công thức để chúng ta nhớ được, sau này chúng ta nhớ các từ để chúng ta trả lời nó rất là nhanh các em nhá. Nó rất quan trọng đấy, ta nhớ từ mà với nhiệm vụ quyền hạn của trường hội đồng tư thục ấy, thì nó các liên quan từ liên quan về xây dựng kế hoạch này, có từ quyết nghị này đúng không ạ, quyết nghị thông qua quy chế này, rồi phê duyệt quyết toán tài chính này, rồi về liên quan phê duyệt phương án chung này, rồi đề cử đề nghị này, rồi giám sát thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường này. Đấy, thì chúng ta thấy là gắn với nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường tư thục đúng không ạ. Thì từ đó ta nhớ được thì chúng ta tìm cái ông mà gì mà không phải, tìm cái phải trước thì mới ra cái không phải được. Thì chúng ta thấy là cái phương án mà không phải đây chính là quyết nghị về tổ chức nhân sự, là không phải nhiệm vụ quyền hạn của cái ông ở đồng trường tư thục đúng không ạ. Thì chúng ta cũng có từ quyết nghị ở đây với liên quan đến nội dung của hội đồng trường tư thục, nhưng mà chúng ta thấy là liên quan đến hội đồng trường tư thục đúng không ạ, thì chúng ta thấy là liên quan từ quyết nghị thông qua quy chế tổ chức chứ không có từ quyết nghị về tổ chức nhân sự đúng không ạ. Đấy, còn họ có từ nữa, từ phê duyệt dự toán quyết toán ấy, đúng không, rồi phê duyệt phương án chung, rồi từ đề cử đề nghị giám sát thực hiện nghị quyết đó. Thì chúng ta thấy chúng ta chỉ có từ quyết nghị về thông qua quy chế thôi, chứ không quyết định về nhân sự, quyết nghị về tổ chức nhân sự nhé. Thì không phải chính là cái đó, cái phương án D. Đấy. Thế còn cái quyết nghị về liên quan về nhân sự này, nó gắn với nội dung trong nhiệm vụ quyền hạn, chúng ta thấy rồi, của hội đồng trường, trường công lập, chúng ta thấy rất là rõ. Thế chúng ta thấy còn với trường tư, thường ở đây nội dung là trường tư thục thì không có nhiệm vụ này. Đấy, thì chúng ta cần nhớ gắn với từng trường, nó rất là quan trọng để chúng ta hiểu và chọn cái từ khóa các em nhé. Thì câu hỏi 2, các em chọn thành phương án D là phương án chính xác. Câu hỏi số 23, theo thông tư số 52/2020 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành điều lệ trường non, hội đồng trường tư thục thì họp ít nhất bao nhiêu lần trong một năm. Thì chúng ta thấy là cái phần này có các cái hỏi được thể hiện rất rõ về con số để chúng ta cần nắm bắt được đúng không ạ. Là chúng ta nhớ với hội đồng trường tư thục thì họp ít nhất là gì, 3 lần trong một năm. Đấy, thì chúng ta chọn cho thầy phương án là phương án C. Còn ngoài ra thì chúng ta cần nhớ với hội đồng trường tư thục thì liên quan đến thấy là hội đồng trường thì chúng ta thấy là tiến hành khi có 2/3 đúng không ạ, tổng số thành viên dự họp, và trường hợp thì chúng ta thấy là không đủ thành viên theo quy định triệu tập thì được triệu tập lần thứ hai ấy, mốc thời gian đây là 7 ngày đúng không, kể từ ngày họp lần thứ nhất. Đấy, chúng ta nhớ là sẽ được triệu tập. Còn chúng ta nhớ với việc tổ chức họp bất thường thì sẽ do ai quyết định, thì chúng ta nhớ sẽ do chủ tịch hội đồng quyết định, và nhưng phải được ít nhất 3 tỷ lệ bao nhiêu, chúng ta nhớ được 1/3 của số thành viên hội đồng trường đồng ý. Đó, thì chúng ta thấy là những cái phần quy định rất là rõ, ta thấy liên quan đến nội dung, và thấy đúng không ạ, và ta nhớ là hội đồng trường thì họp ít nhất là 3 lần họp đồng trường thì chúng ta thấy rồi, tiến hành khi có 2/3 các em nhé, và rồi tổng số hội viên trở nên dự họp. Đấy, ta nhớ con số như vậy. Nhưng mà họp bất thường thì do chủ tịch hội đồng quyết định, nhưng phải ít nhất là gì, 1/3 số thành viên hội đồng đồng ý. Đấy, ta nhớ là như vậy nhé, nên nhớ cái mẹo. Đây tiếp với hỏi 24 là theo thông tư số 52/2020 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành điều lệ của trường mầm non thì có hợp đồng trường tư thục được tiến hành khi có từ bao nhiêu tổng số thành viên trở lên dự họp, thì thầy cũng đã vừa nhắc chúng ta thấy được tiến hành rồi. Đấy, mà chúng ta cần lựa chọn con số ở đây là phương án chính xác là 2/3, các em nhớ nhá. Cuộc họp của hội đồng trường tư thục được tiến hành từ, ta nhớ có 2/3 số thành viên dự họp đúng không ạ. Tiếp theo với câu hỏi số 25, theo thông tư số 2/2020 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành là điều lệ trường mầm non đối với trường tư thục thì trường hợp không đủ số thành viên theo quy định, chúng ta thấy được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, thì thầy vừa rồi cũng đã nhắc ở đây, nếu các em để ý thầy đã giảm là gần như là trả lời cho các em luôn. Chúng ta nhớ là phương án B là 7 ngày các em nhé. Thì câu hỏi 25 các em toàn thầy là B, và như vậy hoàn thành bộ đề của các bạn thi vị trí giáo viên mầm non 25 câu, trong đó thì 21 câu đầu là chung với còn cũng không sao là riêng với các bạn thi vị trí giáo viên mầm non. Bây giờ thầy sẽ chuyển tiếp sang bộ đề của các bạn thi vị trí giáo viên tiểu học, các bạn mầm non. Chúng ta đối soát cùng bạn, ta thấy kết quả mà chúng ta vừa làm chúng ta sẽ đạt bao nhiêu, và sau đó cấp đến lượt với các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở phổ thông cũng vậy, các em sẽ lần lượt như vậy. Tất cả
vị trí nào chúng ta cũng được giải đáp đầy đủ cho các em nhé. Bây giờ chúng ta vào phần trả lời của các bạn thi vị trí giáo viên tiểu học. Từ câu hỏi số 22 theo điều lệ của trường tiểu học thông tư số 28/120 em nhé. Câu 22 theo điều 11 của thông tư số 28/120, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục đã dạy học ít nhất bao nhiêu năm ở cấp tiểu học. Thì ta thấy là liên quan cái phần mà bổ nhiệm này, không biết là trước là thầy đã nhắc một lần cho tất cả các em để chúng ta thấy thường thì chúng ta thấy về nhiệm kỳ bổ nhiệm thì chúng ta thấy cái từ nhiệm kỳ hoặc là từ bổ nhiệm thông thường thì chúng ta nhớ là 5 năm đúng không ạ? Chúng ta thấy thế, còn chúng ta thấy ở đây với nội dung mà trong cái phần câu hỏi đấy, chúng ta thấy là liên quan đến phần mà với vị trí mà chúng ta thấy mà với chức danh chúng ta thấy bổ nhiệm làm hiệu trưởng, chúng ta thấy hiệu trưởng ở các trường đấy đúng không, các trường tiểu học, thì chúng ta thấy là mà đáp án mà chúng ta nhiệm về thời gian ở đây đúng không ạ, với trường công lập chúng ta nhớ cái từ thầy nhắc nhận luôn, tôi thấy là bổ nhiệm đúng không, đối với trường công lập, còn công nhận thì chúng ta nhớ là đối với trường tư thục, đấy là tới cái từ khóa như vậy để chúng ta phân biệt thì đã rất là gây nhiễu để chúng ta chọn để cho nó phù hợp ấy. Thì chúng ta nhớ đáp án cho thầy ở đây là phải có dạy ít nhất là 5 năm em nhá. Thì đấy là thấy từ nhiệm kỳ hay có từ bổ nhiệm, thầy nhắc đi cái mẹo ấy, thì chúng ta nhớ là 5 năm đấy, từ bổ nhiệm, từ nhiệm kỳ đúng không ạ. Ta đi tiếp, chúng ta thấy ở đây đúng không ạ, như là với cái trường hợp mà cũng có liên quan đến mà cái vùng mà ta thấy là khó khăn thì nó thấy về cái thời gian quy định về việc bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, thì chúng ta thấy về cái thời gian thì cũng được giảm hơn so với các vùng gọi là vùng đồng bằng, vùng trung ấy, chúng ta thấy là đúng không? Trong quy định chúng ta thấy với ở miền núi hải đảo thì chúng ta thấy là có thể là 4 năm miền núi hải đảo, còn thông thường thì chúng ta nhớ là 5 năm. Thế còn chúng ta thấy có từ mà miền núi hải đảo vùng sâu vùng xa đấy, thì cái thời gian dạy ở đây để bổ nhiệm với trường công lập còn với hiệu trưởng đấy thì trường tiểu học đã thấy rất rõ nhá, chúng ta nhớ là bình thường là 5 năm, nhưng mà ngắn có từ mà miền núi hải đảo vùng cao thì là 4 năm đấy, thầy nhắc cái mẹo chúng ta nhớ như vậy. Ta đi tiếp với câu hỏi số 23 theo điều 20 của thông tư số 28/120 của Bộ Giáo dục ban hành điều lệ trường tiểu học, thì đâu là cấp học thực hiện giáo dục bắt buộc tại địa phương. Một câu hỏi cũng rất là hay để chúng ta thấy được, ta nắm được liên quan về cái giáo bắt buộc là cái nó được quy định trong luật giáo dục 2019. Còn trước đây thì chúng ta thấy là với luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009 thì không có phần quy định về giáo dục bắt buộc đâu, trước đây chỉ là phổ cập giáo dục thôi. Đấy, chúng ta nhớ đến cái điểm mới. Thì với trong quy định này chúng ta cấp học ở đây mà thực hiện giáo dục bắt buộc tại địa phương thì chúng ta nhớ là giáo dục tiểu học, thì chúng ta nhớ cho thầy cái phần đấy nhá, bắt buộc giáo dục bắt buộc là gắn với cấp học thì là giáo dục tiểu học. À, thì chúng ta nhớ cho thầy, và chúng ta nhớ là liên quan đến việc phổ cập này, xóa mù chữ thì chúng ta thấy là liên quan thực hiện là rất là rõ với gánh trách nhiệm của các cấp các ngành ở địa phương thực hiện về phổ cập giáo dục, và với liên quan đến thực hiện hòa nhập cho học sinh đặc biệt, học sinh khuyết tật nữa, chúng ta nhớ phần nội dung đó gắn đến trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể đúng không ạ, rồi của các đội ngũ nhà giáo, ta thấy là rõ với cấp tiểu học 23 chúng ta thấy là B. Đây là câu 24 theo điều 22 của thông tư số 28/120 của Bộ Giáo dục Tạo ban hành điều lệ của trường tiểu học, thì trường học tổ chức đánh giá kết quả giáo dục trong trường học tập rèn luyện học sinh theo quy định về đánh giá học sinh tiểu học thì do ai ban hành. Cái từ ban hành thì thầy cũng đã giảng trong nội dung cái bài giảng từ khóa, thì không biết là các em có để ý hay không, thì chúng ta thấy là liên quan đến tổ chức đánh giá cái kết quả đúng không ạ, thì chúng ta nhớ chung cái từ ban hành là ta thấy là từ 99% là chúng ta chọn đáp án đó là bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo em nhá. Đấy, từ ban hành chúng ta nhớ cho thầy, ai ban hành nữa thì là chủ thể cá nhân rất là rõ rồi, cái này không phải thủ tướng gắn chữ đại học, chủ tịch nước thì không nằm trong đây, bộ trưởng nội vụ thì thấy là liên quan đến quy định về công tác tuyển dụng hơn, thấy rất là rõ nha. Phương án ở đây phương án là phương án C, thì chúng ta thấy phần quy định rất rõ nha. Thì liên quan qua nữa thì chúng ta nhớ về cấp học tiểu học, liên quan qua phần xác nhận thì chúng ta nhớ là hiệu trưởng trường tiểu học sẽ là chủ thể xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học trong bảng, chứ nhiều bạn này ta nhớ cả gắn cấp bằng tiểu học nó không phải đâu nhé. Nên các em nhớ cho thầy ở đây là với tiểu học của chúng ta là xác nhận chương trình thôi, chương trình tiểu học cho học bạ thôi, là thẩm quyền xác nhận là được hiệu trưởng trường tiểu học chứ không phải trưởng phòng giáo dục các em nhé. Thế qua đấy thì thầy nhắc luôn để các em nhớ, bài tư các em phải thấy là C là lý do như vậy.
đi vào câu 25 theo điều 23 của thông tư số 2820, đâu là quy định về ngày truyền thống của trường học. Đây là quy định rất mới trong ngày người ta ban hành thông tư. Trước đây thông tư cũ ban hành nhiều trường này, trường tiểu học là không có phần này. Thì chúng ta thấy để đáp án để trả lời thì các em thường chắc hay chọn là chúng ta hay chọn là liên quan là cái phần là ngày 20 tháng 11, đúng không? Đấy, chúng ta thường là hay chọn như vậy, đúng không? Hay là ngày mà khai giảng, bọn là thậm chí là tự chọn. Nhưng đáp án chính xác của chúng ta liên quan quy định về ngày truyền thống của trường tiểu học thì là trường học sẽ có ngày truyền thống của nhà trường. Căn cứ nội dung của khoản 3 của điều 23 thì chúng ta thấy rất rõ cái này, phần quy định này nhằm giúp cho chúng ta giữ gìn để phát huy truyền thống giáo dục nhà trường, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên hoặc học sinh trong nhà trường, để nắm bắt được, tìm hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh, lịch sử hình thành, ra đời, phát triển, thành tích đạt được của nhà trường, đúng không? Công tác về giáo dục truyền thống rất quan trọng, chúng ta hiểu những cái gì mà nhà trường đã đạt được, đúng không? Tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, thành tích nhà trường, rồi các phòng truyền thống giới thiệu, trưng bày các hiện vật, các cái sản phẩm, các công trình, thành tích, thành tựu của nhà trường đấy. Chúng ta nhớ ngày truyền thống, chúng ta nhớ cần nhớ ngắn gọn, đúng không? Quy định là nhớ là trường học có ngày truyền thống nhà trường. Thì các bạn thi vị trí tiểu học đã xong với bộ đề số 2, em nhớ thì em cũng giúp thầy cũng như các bạn mầm non chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đối soát xem chúng ta đạt bao nhiêu câu trên 25 câu, được chưa? Và nếu các bạn xong rồi thì các bạn mầm non, các bạn tiểu học chúng ta thể nghỉ trước, bây giờ thầy sẽ giải đáp tiếp cho các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở phổ thông này, cứ nhẹ nhàng như vậy, đúng không? Lần lượt chúng ta cũng hết tất cả các cái bộ đề, giải đáp cho các em từng vị trí, thầy sẽ giải đáp đấy, đáp giải thích thật là kỹ, chúng ta hiểu, học một được nhiều, để thầy nói được nhiều đấy, để chúng ta nắm bắt được nhé, để làm một câu chúng ta làm nhiều câu khác mới là quan trọng, chứ không phải chỉ quan tâm mỗi đáp án cho cái câu hỏi đó thì là chưa đủ. Đấy, học thầy là quan điểm chúng ta học được nhiều, ta học ít mà nó chất, nó hiệu quả, liên quan với nhau, kèm nhau. Thì quay lại với các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Từ câu hỏi 22, theo điều lệ của trường trung học, trung học đấy, trường cơ sở phổ thông đấy, theo thông tư số 32/2020 của Bộ Đào tạo ban hành, thì trường câu hỏi đặt ra là trường nào thực hiện phân cấp quản lý theo quy chế tổ chức hoạt động. Thì chúng ta thấy là với về quy chế tổ chức hoạt động, ta nhớ cho thầy về gắn từ mà quy chế tổ chức hoạt động này thì là gắn với trường chuyên biệt, các em nhá. Thì chúng ta nhớ đáp án gắn với gần quy chế tổ chức hoạt động, hỏi trường nào gắn về quy chế tổ chức hoạt động thì chúng ta nhớ gắn với trường chuyên biệt. Đấy, thì trường chuyên biệt thì chúng ta thấy là các trường mà chúng ta thấy mà các trường chuyên biệt và trường cơ sở khác, thì trường phổ thông nội trú này, bán trú này, rồi trường phổ thông, trường chuyên, trường năng khiếu này, trường lớp cho dành cho người khuyết tật này, rồi trường giáo dưỡng và các cơ sở khác. Đấy, thấy gắn nói về cái nội dung về trường chuyên biệt. Thì ngữ là liên quan về phân cấp quản lý, thầy chia sẻ luôn ở đây có những câu hỏi gắn với các bạn ta nắm mới trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học, chúng ta nhớ gắn có từ đuôi mà trung học cơ sở, người hỏi chủ thể nào quyết định thành lập, thì gắn với trung học cơ sở là gắn chủ tịch ủy ban cấp huyện quyết định thành lập. Thế còn chủ thể nào mà quản lý nhé, anh chưa hay nhầm với quyết định, với quản lý, quyết định thành lập về cái trường trung học cơ sở là gắn chủ tịch ủy ban dân cấp huyện. Thế còn chủ thể nào mà quản lý đối với trường trung học cơ sở là ủy ban dân cấp huyện đấy, quyết định thành lập. Đối với trường cơ sở thì là chủ tịch ủy ban cấp huyện. Còn quản lý cái trường trung học cơ sở thì chúng ta nhớ là gắn với ủy ban cấp huyện. Tiếp theo với trường trung học phổ thông đấy, họ biết rất dài trường phổ thông nhiều cấp học, cá nhân trung học phổ thông, chúng ta nhớ ngắn gọn các từ là trung học phổ thông. Thì liên quan đến quyết định thành lập thì chủ thể nào quyết định thành lập với trung học phổ thông thì ta nhớ là chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh. Còn chủ thể nào quản lý thì ở đây không phải là ủy ban cấp tỉnh đâu, mà phải là quản lý với trường trung học phổ thông thì là sở giáo dục đào tạo, em nhé, quản lý. Đấy, ta nhớ trường phổ thông thì quyết định thành lập là chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh, còn quản lý với trường phổ thông là gì, là sở đào tạo. Đấy, thầy đã giải thích rất kỹ, ta liên hệ ta nhớ em nhé. Thì chia sẻ với các em như vậy. Ta đi tiếp với câu hỏi số 23. Đây là nhiệm vụ quyền hạn thứ mấy của trường trung học được quy định tại thông tư số 2 ban hành điều lệ trường tiểu học. Ta nhớ từ khóa thực hiện công khai về cam kết chất lượng, đúng không ạ? Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục thu liên quan chất lượng giáo dục, thu và chi tài chính theo quy định. Thì ta gắn với nhiệm vụ của các trường trung học, ta thấy có 12 nhiệm vụ, đúng không ạ? Thầy nhắc lại ta thấy từ khóa đầu tiên từ xây dựng chiến lược kế hoạch là nhiệm vụ đầu tiên. Thứ hai, đúng không? Nhiệm vụ thứ hai gắn từ xây dựng tổ chức hiện kế hoạch giáo dục là nhiệm vụ thứ hai. Tuyển sinh tiếp nhận là nhiệm vụ thứ ba. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục là nhiệm vụ thứ tư. Năm là ta thấy là từ khóa tổ chức cho giáo viên nhân viên, từ hoạt động xã hội đấy,
6 là chúng ta thấy là quản lý giáo viên nhân viên, thứ 7 là huy động, rồi quản lý sử dụng về các nguồn lực, thứ 8 là quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thứ 9 thực hiện hoạt động về đảm bảo chất lượng giáo dục, thứ 10 là thực hiện công khai cam kết về chất lượng giáo dục, đúng không? 11 là thực hiện dân chủ, 12 thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác, khác là cái thứ 12, là nhớ có 12 nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học. Thì ta thấy từ thực hiện công khai cam kết này, chắc chắn là nhiệm vụ quyền hạn thứ 10 rồi, đúng không? Thì chúng ta nhớ công khai thì là nhớ cam kết này về chất lượng giáo dục là nhiệm vụ 10. Thứ 9 thì nó phải là gắn từ khóa thực hiện các hoạt động về đảm bảo chất lượng giáo dục, và thì chúng ta thấy công khai thì ta nhớ là công khai là thứ 10 các em nhé. Còn 11 thì nó là từ dân chủ cơ, còn 12 là từ khác cơ. Đấy là cái mẹo vậy, ta học nó luôn 12 nhiệm vụ quyền hạn của trường học trung học các em nhé. Đấy nhá, người ta nhớ. Ta đi tiếp với câu hỏi 24. Theo thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường trung học đã được gắn với tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn ít nhất, ta nhớ thì trong 2 tuần. Thì các câu hỏi về tổ chuyên môn và tổ văn phòng rất là hay hỏi, thì phải nhắc lại trước khi để chúng ta làm. Thì chúng ta thấy với tổ chuyên môn thì gồm những ai, đúng không? Tổ chuyên môn chúng ta thấy quy định tại điều bao nhiêu, tổ chuyên môn quy định tại điều 14, em nhớ kỹ những câu hỏi, đúng không ạ? Và gồm những ai đấy chính là cán bộ quản lý này, đó chính là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đấy, người chức vụ danh ấy, rồi giáo viên viên chức công tác thư viện này, thiết bị giáo dục này, cán bộ làm công tác tư vấn học sinh này, đúng không? Đấy là những người tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, và nếu có từ 7 thành viên trở lên thì sẽ có tổ phó, đấy ta nhớ nhá. Là tổ trưởng, tổ phó, tổ chuyên môn thì do hiệu trưởng bổ nhiệm. À, những nhiệm vụ của tổ chuyên môn thì các em cần nhớ cho thầy ở đây là có 6 nhiệm vụ tổ chuyên môn. Một là có thể là chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, hai đề xuất lựa chọn sách khoa, thứ ba là thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, thứ bốn là thực hiện xếp đánh giá xếp loại, nên nhớ là chuẩn nghề nghiệp giáo viên, thứ năm là tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, và thứ sáu là nhiệm vụ khác. Quay lại về câu hỏi 24 gắn với sinh hoạt, thì chúng ta nhớ tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt ít nhất ta nhớ là một lần trong 2 tuần, thì chúng ta nhớ chọn thầy phương án là A. À, chúng ta nhớ tổ chuyên môn thì hoạt động theo nguyên tắc là dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, đúng không ạ? Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đấy các em nhớ nhá. À, và để phát triển năng chuyên môn thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây đó, thì mình gắn với tổ chuyên môn quy định tại điều 14. Còn những câu hỏi gắn với tổ văn phòng thì thầy sẽ trao đổi sau các em nhá. Ta đi vào câu hỏi 5, theo thông tư số 32 ban hành điều lệ của trường trung học, thì nội dung này là quy định về điều gì. Đấy, chúng ta thấy những câu hỏi rất là khó, đúng không? Chúng ta thấy là họ đưa ra cái nội dung để chúng ta nhận định, mà chúng ta thấy là nhưng mà chúng ta cũng không sợ quá. Thật ra bản chất nếu cái bình tĩnh chúng ta học, ta thấy là giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, trách nhiệm sử dụng về phần nào, thì về từ thiết bị giáo dục nhà trường, thì đây chính là cái phần nội dung cái từ khóa cái để ý, đúng không? Thì chúng ta thấy là chả có từ địa điểm, quy mô, diện tích nào đây cả, cơ sở vật chất của trường học đây cả, hay thư viện, ta thấy hoàn toàn không có. Và từ khóa đây nổi bật mà sau cái chủ mệnh đề đây, và giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục, thì đấy là án chọn ngay là C rồi. À, thì chúng ta thấy đấy, cái mẹo học là làm rất là nhanh. Các em đi thi là chúng ta cần phải bình tĩnh. Nhiều bạn là chúng ta hay dối, nên chúng ta sẽ hay nhầm, chúng ta lại không làm được. Đọc kỹ cái phần nội dung phần này rất là quan trọng để ta làm các em nhé. Thì để chia sẻ để chúng ta cách học cách làm nó rất là quan trọng, chúng ta lựa chọn đáp án chính xác. Trong câu hỏi số 25 thì chúng ta phải chọn thầy phương án chính xác, đó là phương án C. Liên quan cái phần nội dung này thì đã được quy định rất là rõ trong quy định chủ của điều lệ rồi, thì chúng ta cần nhớ thầy đây sao nó phù hợp ở phần kỹ về cái phần nội dung về phần quy định, đúng không? Về thiết bị giáo dục rất quan trọng. Và chúng ta thấy là ngoài ra thì chúng ta cần đọc kỹ thêm cho thầy, dành thời gian đọc kỹ để làm các phần liên quan nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên hay nhiệm vụ quyền hạn của học sinh, thì họ cũng rất là hay hỏi. Mà gắn từ bộ đề thầy đã cho tính điểm rơi các nội dung để các em học làm nhá, từng phần từ độ dễ đến khó phù hợp. Thì hôm nay thầy sẽ giải đáp xong và hoàn thành xong rồi bộ đề số 2 cho tất cả các bạn thi vị trí giáo viên mầm non, tiểu học hoặc cơ sở phổ thông. Từ ngày mai trở đi liên tục đến ngày thi chúng ta làm 2 bộ đề các em nhá, để nhắc lại liên trình chúng ta để chúng ta thực hiện với nhau các em nhá. Thì thầy hoàn thành tất cả các câu hỏi, giải đáp rất kỹ cho các em đáp án và giải thích, đúng không? Nhắc đi nhắc lại nội dung từ khóa, mở rộng thêm bằng kiến thức từng phần của từng vị trí thi. Thì các em có câu hỏi gì không ạ? Alo ạ. Và xin mời các em ạ. Và nếu các em nắm rõ hết rồi thì thầy sẽ kết thúc ở đây để thành hình thời gian up video lên lớp cho các em. Rất mong em thấy nghe lại những bộ đề rất là chuẩn mà các năm chúng ta thầy đã hướng dẫn cho các bạn ở Bắc Giang giải thức đề 25 câu phần thi luật các em nhé. Thầy sẽ những thời gian
thời gian còn lại thì tính toán nội dung câu hỏi trọng tâm nhất cho các em đã học người trọng tâm và nhắc lại những phần kiến thức phổ quát nhất, trọng tâm nhất mà các em nhớ nhá, làm một câu và sẽ được làm nhớ được nhiều câu, quan điểm của thầy là như vậy. Và xin cảm ơn các em rất nhiều và xin chào tất cả các em.